Và giờ đây để tiếp nối chương trình theo lời yêu cầu thì một lớp trích đoạn do soạn giả Đăng Minh xin gửi tặng quý vị, một lớp trích đoạn được mang tên Dù Án Mã Ngu, qua thành phần nghệ sĩ Chiêu Thanh trong vai Bách Dương, Tuấn Dương trong vai Tấn Cướp Mã Ngu và cùng với nữ nghệ sĩ Lưu Hồng Huệ trong vai Thục Quanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thục Quanh, mày đi đâu mới về đó? Tôi đi làm mới về. Được bao nhiêu tiền? Tiền đây, ông cầm lấy đi. Trời đất quỷ thần ơi, ba đêm khoái lạc mà chỉ có bấy nhiêu thôi sao anh? Tiền tao không thiếu, tao có một cơ ngơi từ Sài Gòn Chợ Lớn, tao đâu cần những đồng tiền lẻ của mày chứ. Chúng còn muốn bao nhiêu nữa? Tao muốn mày đi làm là để trả giá cho mày. Đó là cái giá mày phải trả cho tao đó anh à. Tôi xa lánh tất cả mọi người, tôi làm nô lệ cho ông, tôi sống vì con tôi. Đó là những gì sót lại trong đời tôi, ông hiểu chưa? Tao không cần điều đó, tao chỉ cần mày yêu tao thôi anh à. Có bấy nhiêu mày làm cũng không được sao anh? Không muốn nói chuyện với ông nữa. Mày đi đâu đó? Tôi vào thăm con tôi. Con của mày? Ông cười cái gì? Tao trân trọng báo cho mày biết một tin. Con của mày tao đã cho người thả nó trôi sông rồi. Tao lặp lại một lần nữa cho mày biết, con của mày tao đã cho người thả nó trôi sông rồi. Đã sông Sài Gòn mà vớt xác của nó. Trời ơi, ông tàn nhân lắm. Trời ơi, trời ơi, sao bớt cô
cái sự độc ác chưa nhân mãi mãi nằm miền không trôi dày bao giờ. Đoạn ly bi thương chỉ mình ta, ôi xót xa, ôi đớn đau. Anh nói anh ở đâu câu thủy chung, kiếp này đành đôi hẹn không mong gì xung hợp đoàn viên. Quan viên sao mãi chớ chồng được bắt cạn chồng, lòng ta như muối xa kiếp dâm tới bời. Anh chưa ơi, anh là ngờ đâu. Dịnh cái dai được rồi con. Trời, cầm cái ghế thảm quá. Cho ba dịnh cái dai được rồi. Tiên của ai? Có phải chắc là tiên của Thục Quân? Quân ơi, giờ này em ở đâu? Anh tới khu phố Tân Hòa chỉ án tìm. Em đang quán nói lại ông đi qua. Đi trước rồi ba nhờ cái dai chút xíu. Làm nhiêu tiền mày đòi mai đầu hết trơn. Tao không có gì hết trơn. Bà, cô bác ơi, cô thấy cô ca sĩ Thục Quanh chỉ giùm hai cha con em. Tí à tí. Dạ. Dạ, như bơm nổ con. Cầm cái nồi cơm cho ba đi con. Chuẩn bị làm ăn tí ơi. Bà, con cô bác ơi, Quanh ơi, em còn sống hay là em đã chết? Lấy tiền thôi con ơi. Điện thoại nước không có trôi đâu con ơi. Nhiều đêm thức cho nhớ thương em. Lên khu vực trên đi con. Từ từ rồi khu vực nào cha con em cũng tới. Nhớ qua làm sao biết ngọ thì tay trắng anh đầu bơ. Dạ bỏ tiền chẳng đem thối luôn chánh. Tay trắng anh đầu bơ với mộng đơn tình hai chưa vần chưa yên. Biết dạ đại gia khỏi thối luôn anh ha. Biết giờ này em có nhớ anh không? Anh Dương ơi, anh đang ở đâu? Còn nghe tình yêu nhắc nhớ em đi. Ước gì nhà mình chung vẫn, vì mình đừng ngăn cách hai đứa mình. Thức trắng đêm nay Tý ơi. Dạ. Tiền bạc để yên đó nghe con. Đừng để tiền bạc sức mẻ tình cha con kỳ lắm nghe con. Để con lậu chết đây cái bà. Trời ơi thôi đi, trời để chú bác làm án con ơi. Quanh ơi em có biết là anh thương em, anh nhớ em nhiều lắm không? Ôi giang giang bên tai lời ai tiếng mang trong gió. Ta mãi luôn bên nhau từ mình không thấy nhau ngoài dân dưới lê ai cũng mắt cay do buồn. Em mới giờ thân ly trời cao ơn sao lớn cây đoàn dương. Nhậu hả anh? Trời ơi làm ăn mang đưa rượu bốn ghiền tiền đâu em nhậu. Thôi lỡ lấy ngót luôn. Chút xíu dắt ba ra góc chuối ngủ nghe con.
anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc, những ai đã gây cho mối tình tan vỡ. Để đêm chung thủy nay thành lớn là, để tình chung thủy nay đành lớn. Dạ cảm ơn anh. Anh ngủ ngô lăng sau một năm dài xa vắng. Anh Dương ơi, còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong khóc hận về ai ghê cành đắng cay. Để giờ để anh sống kiếp đơn côi biệt về đó, khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lười đi về không có ngày mai. Vì người ta cứ đi đôi mắt của anh rồi. Anh rồi quán tháng chiến cao đêm cùng ai sẽ chia đôi đêm. Ôi người hỏi tan gian thương tàn, thương tàn xanh theo tàn trong sớm mai. Thương tàn xanh trong sớm mai. Người kia nhậu đi con, nhậu đi ba mồi cho con nhậu đi. Vừa cần vừa cay ngập lòng, ngỡ rằng ta mãi bên nhau, nhìn nào ngờ trời đã chia đôi. Lòng anh đau đớn biết bao ước mơ trọn đời anh chỉ. Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mái dương hình hài lớn gì. Ôi các vị mệt nhồi, mặt trời xói mù kiếp trong chơi. Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mái tôi trở về các vị. Ôi các vị mệt nhồi, tiếng lòng nào gò nhịp trong tôi. Ôi các cùi mệt nhồi, tiếng lòng nào gò nhịp trong tiếng của ai tôi. Tiếng của ai, có phải anh Dương không? Ai nghe quen quen vậy con? Anh Dương ơi, cái em... bà này là má. Trời ơi, trời mẹ ơi. Của con đâu rồi? Trời ơi, anh Dương có phải không? Anh đi Quanh ơi. Anh Dương. Quanh ơi, gặp em rồi, anh nhìn anh em có tường tận nó Quanh ơi. Anh Dương ơi. Trời ơi. Đi đâu mà trời ơi, được trời nó nón ơi, đây. Con của mình đó anh. Con của mình. Sao lúc nó... xa nhau 2 tháng tuổi đâu sữa cho nó bú. Ra Long Thạnh quá. Làm gì vậy anh? Bú vú bò. Trời đất ơi. Trời bú gì sao mà sao nó to quá em ơi. Nó to quá trời luôn, to hơn em luôn. Tấy ai tấy đâu rồi? Tấy. Trời ơi, tính đem nón về. Con ơi. Rồi, bây giờ vợ chồng con cái vợ gặp chồng nhau con rồi. Cái gặp nhau rồi. Bây giờ tiền này lãnh cái số về bán nuôi vợ nuôi con, em chịu không? Chịu. Dạ, cảm ơn bà con cô bác đi. Cảm ơn bà con cô bác. Dạ, vợ chồng Quách Dương cùng đứa con gái nha. Xin cảm ơn tấm chân tình của gia đình quý vị và khách rất là nhiều. Dạ. Yeah.